nay mua mấy ly vậy? Hả? Trốn tránh gì vậy? Mua 2 ly đó hả? Mấy anh chị cụ coi để như thế, mấy anh chị cụ kêu qua phụ Tây Thi không chịu phụ nè. Lên đi nè, lên đi, mua mấy ly. Em ruột của em tới rồi nè. Em ruột ơi, mấy trái vậy cưng. Em lấy em 2 ly. Em ruột là hay ủng hộ Tây Thi lắm luôn đó. Em mua cái gì hoài mà quá không? Em ruột bữa nay bật áo công sở nè mọi người. Tương làm ở đâu vậy cưng? Anh là ông phòng tập gym á chị. Vậy đó hả? Ồ, em tên là gì PT Minh Trí. Đoàn Minh Trí. Không? Không, được rồi, đừng có lưu hết. Người ta là Đoàn Minh Trí Chí Bót chị. À, vậy đó. Ừ. Vậy mọi người cứ search Facebook Đoàn Minh Trí là ra nha. Là ông phòng tập gym đúng không? Em giới thiệu đi Đoàn Minh Trí đúng không? Dạ, Facebook. Minh Trí. Giới thiệu về mình nha. Dạ. Em phải giới thiệu đôi chút giờ mình được không? Dạ, có gì đâu giới thiệu vậy cho mày. Em là em ruột của Tây Thi, vậy được rồi ha. Em ruột, em có giới thiệu em làm gì đâu đâu, để cho đường nào không? Vậy là... Nói đi, mới được bắt đi. Nói mới được bắt, nó không được. Vậy là em... Nói. Em làm ở City Gym, em làm ở tập gym. Nên thành ra là bạn nào mà có nhu cầu mua thẻ membership hoặc là cần gói PT thì liên hệ với em Facebook với em. Hoặc là nói chung là liên hệ Facebook với em thì em sẽ tư vấn nhiệt tình. Facebook tên gì? Facebook của em là Facebook của em á là Ngộ Tùng Kiên. Ngày trước là Minh Trí Đòn, sau này em đổi lại là Ngộ Tùng Kiên. Còn em là em của chị Cát Thi là như thế nào? Dạ tại vì em hay qua chị Cát Thi chơi, em hay phụ chị á, nên là chỗ chị em chơi biết nhau. Dạ. À rồi, anh cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em cha duyên dáng. Cảm ơn em ăn ngon miệng nha. Dạ dạ cảm ơn anh. Rồi chào em. Rồi cảm ơn em. Dạ dạ cảm ơn chị. Anh đi mất tiêu rồi. Đi rồi. Đâu rồi? Đã lấy xe rồi. Tháo khẩu trang ra, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Đẹp trai nhưng mà đẹp trai dữ chưa. Chưa đó. Con trả lại con. Rồi. Em ơi, chị quá em ơi. Mới vừa vừa thôi, vừa. Vừa cho hai chị với. Gì đó mà nhanh quá trời. Em ơi, 5 năm thôi, vừa cho chị hai chị á, 12 rưỡi, 2 rưỡi. Kìa, của chị kìa quá trời kìa. Của chị kìa quá trời kìa. Trời ơi, có kìa ngoài sao, có kìa, có kìa. Còn ai nữa kìa. Đó, có anh phía sau kìa. Nào vậy đó, mới mốt ta lợi, ta kiếm. Ta kẹo à, ta kiếm là kẹo à. Mấy anh chị ơi đợi giùm em xíu nha, mấy anh chị ruột ơi đợi xíu nha chị. Hai chị nhung ca vậy trời, giỏi quá rồi sao không nghe. Một ly không hành nha cô ba, không hành. Không hành ăn đầy đủ chị ruột. Rồi cười lên cô ba ơi. Quá xuất sắc cô ba ơi. Dạ. Rồi được rồi nè. Giờ mới đúng rồi nè. Cười lên giá thiệt ơi. Cười lên giá thiệt. Ai là chủ nhân của cái chị rồi đây, anh rồi đây. Bé bé nhỏ xíu xíu kìa. Mấy anh chị ơi, dán để xuống dưới nha mấy anh chị ruột. Chị lên đây trước mà chị. Chị ơi lên trước đi chị. Để bé nó ngồi. Đây hậu trường nè mọi người. Em gán nướng cho mọi người lẹ, mọi người đứng đợi em cũng mời, em cũng xót ruột. Ôi ai đẹp chứ chị. À, chị nói chị hâm mộ em quá. Ôi trời ơi, chị hâm mộ chị lắm luôn chị ơi.
Tung cái không ai hứng cái rớt cái bụp. Thôi quay lại nướng bắp nè mọi người. Cho em nướng cho nè, sắp cháy hết trơn rồi. Em bỏ đi nãy giờ chắc cháy rồi quá. Mém cháy. Này được. Đó, nhưng mà chín. Đâu? Áo đỏ hả? Đừng có sơ sót mấy công nhân, mấy anh chị ruột bỏ qua giùm em đi. Mấy anh chị ruột, anh cảm ơn mấy anh chị ruột rất là nhiều nha. Mấy anh chị ruột ơi, ba cài qua giống cô dâu của anh Thuận ơi. Đám cười, đám cười về trên đường về. Cô dâu quá. Anh bị gọt tử không ăn cay được. Của anh đây nè. Bởi em lỡ rồi anh biết sao anh xuất hiện không? Chính là anh thấy mấy cái ngoài này nè. Rồi cả nhà ơi, hôm nay thì Tây Thi hết bắp sớm nha mọi người. Bây giờ là tầm 9 giờ. Đó, mới có 9 giờ thì đây là những cái mẻ bắp cuối cùng nha. Mẻ bắp cuối cùng. Mừng quá mọi người. Hôm nay Tây Thi được nghỉ sớm. Cô ba tối nay cô ba vẫn có quà nhưng mà để tối nay cơ. Hay là muốn bây giờ luôn. Đợi giùm em xíu nha mấy anh chị. Nay vui không? Hết sớm vui không Tây Thi? Dạ vui lắm luôn á. Em rất là vui. Em bán bình thường hay là em bán ít hơn mà hết sớm? Em bán bình thường anh.
Trời ơi, trời, tôi nghiệp anh Thuận quá, anh Thuận ơi, mặt của anh đỏ hết trơn, anh Thuận ơi. Anh Thuận ơi. Anh này đó, anh đứng nguyện gần sớm giờ luôn kìa. Trời ơi, trời. Anh đứng, anh về là cái giò anh sổ luôn. Chết luôn rồi trời. Nhờ Tây Thi mà cô mọi ba. Người có phước thêm đây nè cô ba. Gì nữa vậy, ai tặng vậy? Đây nó tặng. Trời ơi, Kim hả? Món hàng cuối ngày hả? Đúng Kim. Rồi, món quà cuối ngày. Gọi là tung chiều cuối ngày đúng không? Tung tiệc cuối, tung tiệc chiều cuối đâu rồi bà? Sáng này, hồi sáng trời ơi, đẹp quá đây. Tới tối tặng cho bé ba, trời ơi. Hồi sáng là tặng cho cô hai cái kèm nè. Rồi, sáng với tối. Ngày mai là cái gì? Ngày mai là nếu mà nhiều người người ta coi em có tiền thì ngày mai là cái chảo bự. Trời ơi, trời. Cái chảo á, tại vì chị làm thịt cái kia thì nó vướng quá là mua cái chảo bự luôn cho dễ. Kim làm được bao nhiêu là dồn cho Tây Thi với lại chị hai hết mọi người. Tây Thi thiếu chị ba rồi. Sao mà cưng với gì trời. Người ta có gia đình đó anh ơi, anh nói vậy là nguy hiểm đó. Một vợ hai con. Phương chồng phát biểu linh tinh quá. Cảm ơn à. Mình nói yêu cái kiểu khác mà yêu mến mà anh em cái lò vô mà anh nói thiệt chứ hả, đứng hừ luôn, đứng hình luôn á anh. Chị ba hôm nay rất là vui ạ. Mừng quá hôm nay chị ba được bạn Kim em quý à, sớm mến à, có mấy ly khỏe một chút 40 chắc là gắn bông á, khách hương khách mua nhiều quá. Em để xe là hai ngày là hết, hai ngày sớm cái này lấy tiền rồi nha. Mai mốt đợi tiếp đi. Này chắc ngày mơ phải tặng cho Tâm Ly cái gì rồi. Lò bếp đã không còn bắp để nướng, bếp than vẫn còn rất là nhiều mọi người. Ngày nghỉ sớm của Tây Thi. Bạn của anh đó. Ảnh từ sáng tới giờ luôn, nó đi từ biết luôn, từ sáng tới giờ nói cho anh về cái đứng lên từ sáng giờ luôn à. Ông nào hả? Ông nào hãy cho mày trước đi, là cho ông về trước đi. Thôi làm lại đi ông ơi, một ly thay đủ à. Nghe đó rồi. Đó. Là bán hành không đúng không?
hết luôn rồi, còn luôn đó Dược. Hết rồi em ơi. Đây ra ngoài sau á. Hết rồi, tao mỗi người một ly hết ly cho. Mấy anh chị ơi, mấy anh chị lấy ly ly á. Em chào trắng. Lên nó nghe nè. 5 ly đủ không? Dạ đủ anh. Đây cho bà bầu ly trước nè. Rồi lên đây. 6 ly cho đủ rồi, 6 ly ly nhiêu hai. 2 ly đó mọi người. Ở đây là cho đây cả nhà khẩu trang nữa nè. Khẩu trang của ai vậy? Tây Thủy. Của Mạnh Thường Quân cho hay là của có biết ai không? Không biết ai, không để tên. Là gửi tới nơi thôi đúng không? Ship tới nơi luôn. Của anh Thường để cho gì đó. À. Thì hiện nay là có Mạnh Thường Quân tặng cho Tây Thi những cái khẩu trang. Tây Thi rất là vui khi hôm nay được cho Kim tặng với cả nhà. Mốt nữa mà. Thứ nhất là khẩu trang, thứ hai là áo mưa của ngày hôm nay. Ủng hộ nhiều, có tiền nhiều quá. Mua cho chị một cái chảo bự. Rồi cảm ơn em nha. Cái chảo bự để sao thịt cho nó về. Cho anh mấy cái gì Ti Thi? Dạ khi mà những số gì nhiều đi. Mà mỗi người 5 cái đi ha. Nhiều không? Có nhiều không? Áo này có đời nè. Ồ khẩu trang. Giờ hết rồi nhiều người thôi. Hết rồi, giờ để mai tặng đi. Khách hàng tìm tới mua bắp núng niu. Núng niu giận hờn luôn mọi người ơi.